rất nhanh và đơn giản để có một ổ bánh kem như thế này. Không cần đồ nghề hay là dụng cụ gì đặc biệt hết. Trong ngày sinh nhật của con mình, cha mẹ hay là người thân trong gia đình đó, mình dành chút xíu thời gian để làm một ổ bánh như vậy rất là đẹp và ý nghĩa nữa. Mời các bạn cùng vào bếp xem cách làm ổ bánh sinh nhật này của mình đơn giản và dễ dàng như thế nào nha. Để cho ổ bánh kem ngon hơn, vững chắc hơn thì mình có bánh bông lan. Các bạn vào trong cái video bánh bông lan cuộn để xem lại cái cách làm bánh bông lan nha. Công thức và cách làm, cách nướng y chang như vậy luôn. Để pha bột bánh crepe, nửa cốc bột mì đa dụng, 1/8 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh đường, 1 cốc sữa tươi. Muốn cho cái bột nó mịn, mình cho sữa tươi từ từ vào trong cái bột. Bột sẽ không có bị quấn cục lại. Cho vào một cái trứng sau cùng. Trứng đánh nhẹ tay để cho trứng nó tan ra là được. Lượt bột qua rây cho bột mịn hơn. Chia lượng bột ra làm hai phần bằng nhau. Một phần bột thì mình cho bột trà xanh. Trà xanh có sẵn sữa khô, cốt dừa khô ở trong này luôn. Bột trà xanh mình pha trong một muỗng canh nước sôi cho cái bột trà xanh nó mịn. Rồi mình mới trộn vào trong cái bột nha. Để có màu đẹp hơn, mình cho một giọt màu xanh. Tráng bằng cái chảo chống dính. Cái chảo này mình thoa chút dầu, quét chút xíu dầu ở bên dưới để một lát nữa mình lấy bánh ra cho nó dễ. Lửa trung bình thấp nha các bạn. Lửa khoảng số 3, số 4 thôi. Với cái bánh này thì mình không có đậy nắp lại. Nghiêng cái chảo cho cái bột nó chảy theo. Khi thấy bột trong là bánh đã chín, mình úp ngược lại ra cái dĩa. Bánh bông lan rất là mềm mịn luôn, không có bị khô nha. Mình làm bằng cái khuôn vuông á, mỏng như vậy bởi vì mình muốn thời gian nó rất là nhanh. Chỉ cần 30 phút thôi mình đã nướng xong cái bánh bông lan. Còn mình nướng cái khuôn tròn tới 1 tiếng đồng hồ đặng. Mình làm cái bánh tròn cho nên cắt làm hai rồi mình tỉa cho nó tròn lại. Để đánh bông kem, một hộp whipping cream 473ml. Khi thấy cái whipping cream nó hơi nổi bọt lên thì mình cho đường bột vào. Đây là 60g đường bột. Chia ra thành nhiều lần. Lúc đầu đánh với tốc độ thấp nhất, khi thấy bông kem nó sánh lại thì mình tăng lên tốc độ trung bình. Bông kem có chóp thẳng đứng, rồi mình nghiêng cái tô mà nó không có chảy ra ngoài đó, không có rớt ra đó là được. Để cái tô kem lên trên cái tô nước đá để giữ lạnh. Mình có thể làm bánh trái cây hoặc là sầu riêng. Mua cái hộp sầu riêng đông lạnh này, người ta đã lấy cái hộp ra sẵn rồi, mình không cần phải lấy nữa. Về mình tán cho nó hơi bể nát ra một chút. Để cái bánh vững hơn, mình lót một miếng bánh bông lan ở phía dưới đáy. Rồi bên trên là một lớp kem và một lớp sầu riêng. Rất là nhanh luôn, mình sẽ có một ổ bánh kem tuyệt vời luôn, đẹp nữa. Mình tự làm đó thì sẽ theo cái sở thích của mình. Rồi cái độ ngọt, độ lạc mình tùy chỉnh theo cái khẩu vị của gia đình. Không cần phải có dụng cụ, có đủ đồ nghề. Mình chỉ cần một cây nĩa và một cây chét thôi. Một cái mâm hoặc là các bạn có thể để lên một cái dĩa cũng được nữa. Khi mình đặt mua ngoài tiệm thì không có theo cái khẩu vị và cái sở thích của mình được. Con mình thích cái loại trái cây nào hoặc là sầu riêng thì mình để cái loại trái cây đó ở trong cái bánh. Những cái rìa bánh nó hơi đưa ra bên ngoài, mình cắt bỏ đi. Đây là cái lớp bánh bông lan cuối cùng để trên mặt nè.
cho nên mình chát kem và hoàn tất luôn cái ổ bánh. Mình cần một cái chát như thế này, không có cần phải chà láng đâu. Đó, một lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách không cần phải chà láng cái bánh cho nó mất thời gian. Những cái rìa như vậy thì mình cắt bỏ. Đó, dùng cái nĩa mình xoay như thế này. Nhớ nhẹ tay nha. Kéo nhẹ tay, nếu kéo mạnh quá là nó dính cái bánh bông lan ra luôn. Tới khâu trang trí thì mình dùng cái đuôi con sò đó, mình chóp vài cái bông kem ở phía trên mặt nè. Nếu bạn nào mà không có cái đuôi con sò này thì mình dùng cái bọc ni lông á, có cái đáy, cái góc cạnh nó nhọn đó, dùng kéo cho thiệt là bén, mình cắt những cái cạnh, những cái khía răng cưa đó, cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, rồi mình cho bông kem vào đó và mình bóp những cái chóp như thế này, trang trí lại cho cái bánh nó đầy đặn một chút. Rất nhanh mình đã làm xong một ổ bánh kem, bánh trang trí đơn giản, nhìn dễ thương nhưng mà ngon lắm nè. Sau cùng là mình cuộn những cái bánh crepe sầu riêng, cho một ít kem lên trên. Các bạn cho ít kem thôi, cho nhiều quá mình cũng thấy không ngon. Đó, cái xếp lại bốn góc như vậy là xong. Bánh crepe sầu riêng, trà xanh và lá dứa. Video của mình xin kết thúc ở đây. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để nhận được thông báo khi có video mới. Chúc các bạn thành công với món bánh kem crepe sầu riêng. Hẹn gặp lại trong video kỳ tới.